số 12 giao nhau với lại đường 26 gần với bờ sông thì Bình Chánh. Thì ngay góc đường này có một cái quán bánh xèo xứ Quảng, Quảng Ngãi. Cụ chú bán đã được 3-4 năm ở đây rồi. Chú và vợ đúc bánh xèo bằng những cái lò bếp điện. Bánh xèo miền Trung nho nhỏ. Đây, chú là 50 tuổi rồi. Đây là công chú mà 50 tuổi mới được mệnh danh đúc bánh xèo một lần mười mấy 20 cái lúc đây các bạn. Người Quảng rất là ngon, bánh xèo miền Trung xứ Quảng luôn. Đây Hồng đang bán bánh xèo cho khách đây. Bên đây là khách đang chờ để mua bánh xèo mang về đó. Đây là quán bánh xèo 76 của ông chú 50 tuổi đây. 76 là cái số biển số xe của Quảng Ngãi. Chú là quê gốc Quảng Ngãi nên là đây đặt tên là bánh xèo xứ Quảng luôn. Che chắn bởi cái dù nhỏ nhỏ và một rất là nhiều bếp điện. Đây là đốt bằng điện chứ không có đốt bằng than hồng chúng mấy chỗ khác nha các bạn. Bánh sắp chín ở đây, sắp chín giòn ở đây. Còn bánh nó có thịt nè, tôm nè, giá nè, đầu bột được xay theo cách riêng của sứ Quảng. Bé bánh xe này bao nhiêu tiền cái bé? Năm thịt không nha. Đó là thịt không nè. Năm cái thịt không rất là tính. Dạ, bao nhiêu cái? Một cái. Con mới vô mà con đợi ra trước. Đây là cái nhà để ăn bánh xèo nhỏ nhỏ, khách ngồi ở trong nhà để khỏi mưa. Bé biết quán bánh xèo này lâu chưa? Em mới biết ở đây, mới dọn ở đây. Ăn tới thấy ngon không bé? Dạ ngon. Thấy giá ở đây thế nào? Giá rẻ hợp lý, ăn ngon. Bao nhiêu tiền cái em? 5.000 một cái. 5.000 cái. Ăn bé ăn mấy lần rồi? Bé ăn mình thường xuyên ở đây tại vì gần nhà gần đây. Nhà gần đây là ăn thường xuyên. Bánh xèo xứ Quảng đây. Bánh bên này làm cũng công phu lắm nha, không phải người ta mình học. Có nghĩa là mình mua gạo về mình ngâm bằng nước lọc, mặc dù nước trong tên nhưng mình phải lọc nước ra rồi mình xay xong á là mình nấu lá dứa cũng bằng nước lọc luôn. Yeah. Để mình hòa bột, có nghĩa là lá dứa để mình đi nhất là mình làm cho nó mát, khách ăn yên tâm. Thứ hai nữa, bánh xèo người ta nói là nóng đúng không? Là do dầu gì? Nhưng mà mình là làm đựng dầu bằng 1/10 của thanh củi. Tại vì mình làm đến thì cái nhiệt mình nó nhỏ. Với lại mình làm hai bếp á, cho nên mình rửa nhiệt nhỏ lắm. Nên lượng dầu mình rất là thấp. Chú mới chia sẻ là bà đúc bằng bắt bếp điện thì nó thường thường là bánh xèo xứ Quảng rất là nhiều dầu. Nhưng mà vì mình đốt bằng bếp điện nó là ít dầu hơn. Và cái bột thì thường là theo công thức nhà chủ thì có thêm cái món gọi là lá dứa nữa, ngâm mát. Lá dứa để cho nó bánh xèo ăn nấu lên nấu nó mát hơn. Dầu phải 1 tiếng, nấu lá dứa cả 1 tiếng cho nó ra nó nước sành cho nó mát. Ra nó rất thơm. Tức là mình nấu ra nước lá dứa đó, mình trộn, mình lấy cái nước đó để mình hòa với lại nước bột. Đúng rồi, chút muối, chút bột ngọt, có chút nghệ thôi. Còn mình không có bỏ bắt tới cái gì. Dạ. 10 cái đem về. Dạ, 5 cái đem về. Cái này cô cũng vừa đặt trên mạng, không có dùng tiền, cái này cỡ là mấy nè,
chú làm trong gia vị của nước bột thì có thêm cái nước lá dứa cho mát hơn để hãm bớt cái lượng dầu lại, ăn cho đỡ nóng bánh xèo. Bánh xèo của mình bán từ mấy giờ mấy giờ chú ạ? Ai mà đặt bánh là thường thường cả 5:30, còn không là từ 6 giờ đến 6:30 mới bắt đầu làm. Thứ nhất là do cái rau mình nhiều khuôn, cho nên mình đốt là khách mà họ tới là ăn nhiều, là mình có tập trung mình đánh dạy, chứ còn mà đốt sớm quá đó còn người ta dặn ăn xé, còn ta ăn ba bốn cái là mình làm nó không có đạt. Bà bán tới mấy giờ là thường là bà tới mấy giờ là nghỉ chú ạ? Tới 9 giờ đến 9:30. 9 giờ 9:30. Và một cái bánh xèo của mình là giá nhiêu chú ạ? 5.000. 5.000 là giá đều. Trong cái bánh xèo của mình đó thì một con tôm và một lát thịt. Thịt đó là thịt ba chỉ á. Ba chỉ được hấp trước là để giữ cho cái ngọt và thịt nó không có cứng quá. Như những chỗ khác là một là người ta đốt sống, hai là người ta sẽ xào lên. Vừa đúc vừa bánh mới, vừa phải canh cái bánh cũ để cho chín đều, giòn. Ở đây á, nó có hai dạng, nghĩa là bánh mềm và bánh hơi giòn. Nếu như khách tới mà bánh mềm là sẽ có đúc thêm củ mềm, đường của ngải. Còn hơi giòn là nhìn chung là ai cũng ăn hơi giòn là cảm thấy ngon. Nước chấm mình cũng có hai dạng, một dạng là bình định của em của ngải quá nam. Ở đây có thể lựa chọn cái bánh xèo 5.000, rồi có thể là bánh mềm hoặc là bánh giòn theo cái vị của từng người. Có người thì sẽ thích bánh mềm và bánh giòn, thì chú sẽ tùy theo cái nhu cầu của khách mà để mà làm bánh theo nhu cầu của khách. Những cái rau để ăn kèm với bánh xèo xứ Quảng, rau cải, rau sống và cả những cái dưa chua nè được chuẩn bị sẵn, và cả bánh tráng để quấn bánh xèo nữa, rau thơm. Bên đây cũng có giá để làm bánh xèo, rau được rửa sạch và để sẵn đây nè. Đây là rau hỗn hợp rau sống và cả các loại rau thơm. Thì nếu mà không có thích ăn rau sống thì có thể chọn rau cải. Mấy lần rồi anh? Ăn bánh xèo ở đây em thấy giá thế nào? Dạ, giá hợp lý ở Sài Gòn chứ là chỗ mà dân quản mà ăn là khó. Em thấy cái chất lượng bánh ở đây so với lại bánh xèo chỗ khác thế nào? Dạ, thì bánh xèo đây là nói chung là thực sự là ăn ở Sài Gòn này á, thì những đa số là bánh xèo miền Tây, còn là để tìm bánh xèo miền Trung á, bánh mà nhỏ với lại nó vừa ăn như thế này á thì rất là khó. Thì thực sự là ăn ở đây thì em thấy là là em ở nhà xa đây không em? Dạ, nhà em ở cách đây khoảng 5 cây số anh. Đây là cháu gọi chú Hùng đốt bánh xèo bằng cầu ruột đây. Lùi cùi lấy rau, lấy mắm. Thank you.
trồng đổ bột, vợ thì bỏ tôm và thịt ba chỉ, và vợ sẽ đổ luôn, tiện tay bỏ luôn tí giá và đậy nắp lại giúp chồng. Một mình chú loay hoay giữa 20 cái chảo trên những trên 20 cái bếp điện cũng rất là vất vả liên tục. Được chú Hùng pha sẵn bột với lại tí hành sắc hạt lựu trong cái nước gạo của bánh xèo, thì có luôn cả cái nước gọi là lá dứa để cho ăn bánh có thể mát hơn và thơm hơn và đỡ ấy dầu hơn. Và một cách nữa là bánh xèo xứ Quảng của chú, bánh xèo miền Trung, được đúc bằng những cái lò bếp điện như thế này, không phải bằng lửa than, thì nó sẽ hạn chế dầu hơn và cái độ chín của bánh sẽ được canh kỹ hơn. Hai vợ chồng cứ lui cui đốt bên này rồi xay bên kia. Thì bánh xèo miền Trung thường thường là những cái chảo rất là nhỏ như thế này nha các bạn, để cho bánh có thể mau chín và giòn, và bánh nhỏ thì giá cũng rất là phải chăng và dễ ăn hơn. Hai vợ chồng chú Hùng cứ người này phối hợp với người kia. Đây là một chị khách. Tại sao chú Hùng không làm bằng bếp than hồng mà lại làm bằng cái bếp điện chú Hùng? Nói chung hồi mới ra đúc á, cách đây 4 năm về trước đó là cũng làm than củi 2 năm, nhưng mà do là nhà là hậu bánh xèo dữ lắm, thì làm than củi nhiều bữa ăn trừ cơm, tối lại khuya lại nó dâng ra, cái sáng ngày ăn hết nổi, do than củi thì cái nhiệt nó lớn cho nên phải dầu nhiều, nên với lại dầu làm lượng khách ăn không được nhiều, một lần ăn không được nhiều. Thứ hai nữa là mình cảm thấy mệt lắm, một tuần mình phải nghỉ một bữa thứ hai. Cái sau này nghĩ ra là bếp điện, mới đầu thì mua chỉ có 6 cái thôi, nhưng mà bữa nay là 2 năm mà mình cũng tăng lên được 20 cái rồi. Cái bếp điện thì cái lượng dầu là gọi là 1/10 đến 1/20 lận đó, vậy đó. Cho nên nhiều người khách tới ăn mỗi ngày, cùng có thể là ăn tới 4 bữa 5 bữa lận ăn trừ cơm đó, thì ăn đảo là không có đáng đâu.